xuống đi, cẩn thận nha. Nhỏ nhỏ chứ, người lớn nghe thấy bây giờ. Nó ngủ hẳn thật rồi, không tỉnh dậy được nữa đâu. Thôi đừng có khóc mà, đừng có khóc nữa được không? Có gì mà phải khóc, lôi thôi. À, phải rồi, tụi mình đi tìm bà Thiên Két đi. Đúng, hay đó, đi thôi. Bà Tiên Két ơi, bà Tiên Két ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà có thể đánh thức anh rồng nhỏ dậy được không bà? Bà đánh thức được anh rồng nhỏ dậy, cháu sẽ mời bà ăn bánh ngon lắm nè. Anh rồng nhỏ thật là đáng thương. Chớ có khóc nha. Không có được đâu, gọi nó dậy thì người lớn sẽ thức dậy mất. Bà ơi, bà hãy gọi anh rồng con dậy đi bà. Đi bà, chúng cháu sốt ruột lắm. Bà gọi đi bà. Nó chưa có ăn cơm tối, chắc là nó đói lắm bà ơi. Ngay lúc này hả? Chưa có thể làm cho rồng nhỏ sống dậy được đâu. Mới chỉ có thể giúp cho nó có cảm giác được, nghe được, nhìn thấy được mà thôi. Chưa có tỉnh hẳn được ngay đâu. Tại sao hả bà? Tại sao bà nói ai cũng vượt qua được mà anh rồng nhỏ thì không vượt qua được? Chẳng lẽ người gỗ lại không sống được sao bà? Sống được chứ. Có điều là ngay bây giờ thì không được, chưa được đâu. Vậy thì tại sao nói là sống được hả bà? Vậy thì các cháu phải chờ đến lúc nào các cháu hiểu được nó thì nó mới sống lại. Vậy chứ có gì mà không được hả bà? Ở đây đâu có ai là người ngoài đâu. Được, được. Nhưng trước khi muốn nó sống lại thì các cháu phải nghe theo một điều kiện của bà. Chỉ một điều kiện thôi. Điều kiện gì đó bà? Điều kiện gì? Tức là không được để người ngoài nhìn thấy nó. Tại sao hả bà? Tại sao vậy bà? Bởi vì hình dáng của nó không giống như một người bình thường. Người ta không ai chịu nhận nó đâu, nó sẽ bị hại mất. Ai mà dám hại nó thì tụi cháu sẽ đánh nhau với họ đó. Không, không có được. Chỉ cần nói chuyện là đủ rồi. Không được. Vậy thì phải chịu như vậy mãi sao bà? Không, không phải là mãi mãi đâu. Vậy thì tới chừng nào hả bà? Đến lúc nào đó hả? Vậy thì các cháu phải chờ. Phải chờ đến cái lúc của lúc đó mới được. Vậy thì dễ bị người khác phát hiện rồi. Phải gấp gấp cứu nó dậy đi, bà ơi. Được, được. Nhưng đừng có hấp tấp chứ. Nếu vội vàng quá thì sẽ làm đổ bể hết công việc, hỏng mất. Đúng đó, rồng nhỏ dám đến thế giới này chưa hiểu được đầu đuôi một chuyện gì cả. Cũng giống như một đứa trẻ nít vừa mới ra đời vậy. Các cháu phải trông nom rồng nhỏ cho chu đáo, nhớ không? Chúng cháu nhất định phải làm được. Được, được, như thế thì ta mới yên lòng. Yên lòng rồi. Ai chà, rồng nhỏ vẫn chưa tỉnh lại. Chưa tỉnh bà ơi. Các cháu nè, bây giờ các cháu đừng có quấy rầy nó. Sao vậy bà? Nó đang học bài ở trong nhà của nó đó. Nhà của rồng nhỏ à? Làm sao rồng nhỏ có nhà được? Có chứ, mỗi người tất nhiên đều có tổ ấm của mình. Như tổ của bà chẳng hạn, không phải là các cháu làm ra đó sao? Nó ở ngay dưới cái mái hiên nhà đó.
Các cháu có nhìn thấy không nào? Đúng rồi, ai cũng có tổ. Cháu thấy cái cây treo ở hiên nhà rồi, đó là tổ của bà, phải không? Bà ơi, có đúng không bà? Nào, bây giờ thì các cháu đừng quấy rầy bà. Nhà của nó ở xa lắm. Xa như vậy không phải hễ nói đi là tới được ngay đâu. Vậy thì tụi cháu làm thế nào hả bà? Tụi cháu làm sao đây hả bà? Bà ơi, bà chỉ cho chúng cháu đi bà. Bà ơi, bà chỉ đi bà. Rồi rồi rồi, hãy đi, chớ có quấy rầy ta, đi đi thôi. Hay, cùng đi nào. Ý, gì đó? Bà ơi, chúng cháu đi như thế nào? Lại đây, ta chỉ cho các cháu một cách. Người lớn đều ngủ say cả rồi, để bà bảo cách cho mà làm. Các cháu hãy xem đây nè. Ô, đẹp quá, thích quá, dễ thương quá bà ơi. Ba chiếc lông vũ này có thể giúp cho các cháu đạt được ba điều ước. Thật không hả bà? Đẹp quá, bà cho cháu đi. Không, cho cháu. Cho cháu à. Thôi được rồi, đi nào, làm đi chứ. Chúng ta gọi nhé. Tiểu Long Nhân, Nhân Long Tiểu. Nhỏ, các bạn đến đây bằng cách nào? Bà Tiên ghét cho tụi mình tới mà. Đây là nhà của bạn đó hả? Phải, đẹp ghê ha. Mời các bạn xem nhà của mình đi. Cha, cái gì đây? Có phải vàng không? Tất nhiên rồi, đó là mây vàng đó. Cha, đẹp quá ta, đẹp ghê. Ủa, còn cái này là cái gì đây? Bạn nhìn xem, ngọc chứ còn là cái gì nữa? Hay quá ta. Thấy nhà của mình có đẹp không? Đẹp. Các bạn có thích không? Thích lắm chứ. Mình định kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Mình ngắt một cái lông vũ là giúp các bạn đạt được một điều ước. Có thật không? Thật chứ. Hay lắm. Vậy thì chúng ta hãy thử xem. Nào thử nào. Nhanh lên một chút. Đừng có động đậy nha. Mình đã chuẩn bị xong cả rồi. Chúng ta cùng gọi nha. Tiểu Long Nhân, Nhân Long Tiểu. Thank you.
bạn có vui không? Rồng nhỏ đẹp quá, đẹp quá. Mình không được vui. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình muốn mình phải thành một đứa trẻ y hệt như các bạn mới được. Ba cái lồng vũ này sẽ giúp cho bạn đạt được ước muốn mà. Có thật không? Thật chứ. Rồng nhỏ phải hóa thành đứa trẻ giống như em đây nè, dễ thương vậy nè. Phải giống mình chứ, chắc nịch như mình mới được. Thật vậy sao? Bạn mà đẹp cái gì? Phải giống như mình đây nè, cao và đẹp như mình đây nè. Không được, phải giống em kìa, phải mặc váy như em kìa. Không, phải giống mình. Không, phải giống mình mới được. Không, không, giống mình. Thôi được rồi các bạn, để mình biến mà. Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Tiểu Long Nhân biến. Ý kìa, hay quá. Kìa, chưa được. Không được rồi. Cũng tại mình cả thôi. Này anh bối bối, làm sao được bây giờ? Bà tiên kiết đã nói rồi, phải từ từ tập luyện từng bước một. Ông đi làm. Ừ, ta đi đây, đi đến Bạch Tháp Tự đây, các ơi. Ông đi làm. Đi đâu chơi đi, bảo. Không được, mình còn phải chép bài nữa mà. Bài hả? Lúc nào chép mà chẳng được. Mình sẽ bỏ chai siro vào cái cặp này. Thôi được rồi, tốt rồi. Bảo, cháu cứ bỏ đi chơi mãi, ông sẽ viết thư nói cho mẹ cháu hay đó. Ôi, ông kính mến của cháu ơi, cháu đã viết thư cho ba mẹ rồi. Cháu nói là ông đã tìm cho cháu một người bạn tốt, Tiểu Long Nhân, nhưng mà không giữ được, đã bỏ đi rồi. Ông là cố vấn của đội múa cổ kiếm, mỗi ngày ông đều bận việc. Rồi báo ở Bắc Kinh cũng đăng tin này nữa. Ôi, ông giỏi quá, thích quá. Bối bối ơi, các con xem mấy giờ rồi? Ý, bên kia kìa, dễ thương lắm. Bối bối ơi, chơi vậy đủ rồi. Tôi đang chơi vui mà ba. Tôi
Bối bối, hãy về nhà làm bài đi con. Thôi về đi. Cháu cũng vậy. Được rồi, ngày mai cho cháu chơi nữa ha. Bảo Bảo à, nếu có người ở viện bảo tàng tới xem thì cháu hãy nói là ông tới nhà ông Dương Nghệ nhé. Ông đi hả ông? Cơm trưa ở trong bếp đó, ăn đi nha. Thôi ông ơi, nó ăn luôn ở nhà cháu được rồi, có cả bánh bao nữa. Thôi thôi, con cũng ăn bánh, con cũng phải ăn bánh. Cái thằng chẳng biết gì cả, nhà còn cả một nồi thịt kho mà. Con ăn bánh, con ăn bánh. Đến nha, đến nha, nhà em có nhiều thức uống lắm, đến nha. Trưa nay nấu nhiều đồ ăn lắm, phải ăn cho hết nghe chưa. Chà, chơi vui quá. Bối bối, đi rửa tay ăn cơm đi con. Con đang chơi vui mà ba. Cái trò gì đây vậy? Dứt khoát hôm nay tao phải dẹp đi mới được. Để xem chúng mày có chịu thua hay không nè. Không không không, đừng dẹp ba ơi. Con làm gì vậy? Ba đừng dẹp nó đi mà. Làm cái gì vậy? Giữ nó lại làm gì? Ba ơi, ba đừng dẹp. Không được dẹp à? Được, bài vở thì chẳng biết làm, còn giữ cái của này. Đi vô nhà ngay. Không, cái này của con mượn. Mượn à? Đã mượn thì phải trả. Không có trả. Cái gì? Con làm cái bộ dạng gì kỳ lạ vậy? Thật là kỳ cục. Con luôn thích làm ngược lại ý của ba phải không? Ba muốn con ngoan, hiểu không? Con biết. Biết thì phải làm mới được. Ý ba ơi, ba đừng dẹp ba ơi. Đừng, bắt đừng đem đi bác ơi. Chà chà, chúng mày làm cái gì lạ vậy? Đã mượn ở đâu thì đem trả về chỗ đó chứ. Không, tụi con không trả. Lúc nào tụi con muốn thì tụi con trả. Chà, cái lũ trẻ này sao mà cứng đầu quá. Vậy chứ chừng nào chúng mày mới hết gây sự đây? Hay là phải cắt tay lại nữa có phải không? Bác để Tiểu Long Nhân lại thì chúng con sẽ ngoan ngay mà. Cái gì? Đây là cái gì? Tiểu Long Nhân. Đây là Tiểu Long Nhân. Đây là rồng nhỏ. Tiểu Long Nhân đây à? Không có gì, không có gì à. Thôi, người rồng người rắn gì không biết, cứ dẹp cái thằng người gỗ này đi rồi hãy hay. Không, 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 không cho ba dẹp đâu. Đừng, đừng bác ơi. Chà, các con, hãy xem kìa, bước đi không? Không bao lâu giúp tôi. Thôi thôi, ba để yên cho nó mà. Bác ơi, bác đừng dẹp. Nếu bác muốn mang đi thì hãy cho phép chúng cháu mang đi. Không được, tao phải dẹp nó ngay tức khắc. Bây giờ đem ra cổng trước cái đã. Không không, ba đừng đem đi, ba ơi đừng. Cái này chúng mày mượn ở đâu, mượn có ai tao không cần biết, nhưng phải trả. Chán quá đi thôi. Ôi chà, đau quá. Ba làm sao vậy ba? Bác có sao không bác? Ôi chà lưng, ôi chà cái lưng của tôi. Bác có đau không? Bác có sao không ba? Làm sao hả? Còn hỏi nữa. Không biết cái của quỷ này làm bằng thứ gì mà nặng vậy? Ôi, nó nặng quá, đau quá, ôi chà. Anh làm sao vậy anh? Ôi, cái lưng của tôi. Anh làm sao mà đau? Cái thằng người gỗ này nó nặng khiếp, y như là một khối sắt. Tại thằng người gỗ này à? Nó đó, người gỗ đó, nặng lắm. Đừng có ngại, chứ biết các ông sao làm nổi việc này. Để tôi làm cho. Ôi không không không, đừng khiêng đi, đừng khiêng. Tụi bay làm cái gì mà la toán lên vậy? Tao có điếc đâu. Cái này của tụi con không chịu đem đi đâu. Ba ơi, ba đừng đem đi, đó là của con. Của con, của con, của con, của con mà.
Chứ đồ chơi bằng gỗ này để ngoài giường có đụng chạm gì đâu. Mà lũ trẻ hay rủ nhau đi chơi là phải ồn ào nghịch ngợm rồi. Thôi để mặc cho chúng nó chơi đi. Có phải vậy không mẹ bố bố? Người lớn ai lại đi đào dung đào dế như trẻ nít ấy. Người gỗ là đồ chơi của mấy đứa nhỏ mà. Rồi xui xẻo rồi. Cũng còn tính trẻ con nữa. Tụi nó thì thích, mà anh thì lại muốn luyện đi. Anh muốn lũ trẻ cũng biến thành người gỗ nữa sao? Thôi được rồi, tôi cũng chẳng rỗi hơi nữa đâu. Đúng là đàn bà con nít, mệt cả người. Hay quá, hoan hô mẹ. Ba cho chúng ta chơi rồi. Phải cảm ơn mẹ anh đi. Không, cảm ơn mẹ em mới phải. Cảm ơn ba kìa. Không, phải cảm ơn mẹ chứ. Phải cảm ơn mẹ em. Con vẽ thế nào rồi? Con vẽ đẹp lắm ba ơi. Kỳ Kỳ. Dạ. Đừng có vẽ nữa con. Bao nhiêu lời mẹ rồi hả? Thôi nghe ba nói đi. Đừng có vẽ nữa. Ngừng đi con. Kỳ Kỳ. Con còn phải đón nhiều bạn nhỏ nữa tới nhà mình uống siro ăn cơm mà. Giỏi lắm, giỏi lắm Kỳ Kỳ. Mời các bạn nhỏ uống nước nha. Mời nhiều bạn nhỏ đến cùng vui với con hả ba? Kỳ Kỳ nè, lại đi. Mẹ ơi, cầm cái này cho con. Con thử mặc đi nè. Mẹ ơi, con lớn rồi phải không mẹ? Ừ, con lớn rồi. Con là đứa con lớn rồi. Nào đến đây. Nghe lời phải không mẹ? Phải, con tự mặc áo đi, nào. Mẹ ơi, con đã lớn phải không? Con lớn rồi, không gọi là bé con nữa. Đi ngủ đi. Mẹ ơi, nghe con nói cái này nè. Ây da. Con nói gì? Ôi chà, để mẹ xem. Có đau không nè, đau không con? Mẹ ơi, mẹ nói con đã lớn rồi mà. Con đâu có sợ đau. Đúng, con đã lớn. Vậy thì con phải biết tự đi ngủ phải không mẹ? Ô chà, Kỳ Kỳ đã thành đứa con lớn rồi. Ông Trăng đẹp quá ta. À, chú người gỗ. Bảo Bảo nè, ông thấy nó thường phát ra ánh sáng, cháu có để ý không? Bảo Bảo, ông nói cháu có nghe không? Ngủ say rồi hả? Kỳ Kỳ ơi, trời mưa to, con dậy làm gì đó? Con đem dù che cho anh rồng nhỏ mà. Mẹ đã mặc áo mưa cho anh rồng rồi. Nhưng cũng phải có cây dù cho anh rồng chứ. Còn không nghe lời, ngày mai mẹ sẽ cất nó đi đó. Không, con không chịu đâu.
Vậy chứ con đi chơi mưa cho anh Rồng hay là qua chơi với Bảo Bảo nè? Con tới nhà anh Bảo. Con qua bên anh Bảo Bảo đi ạ. Thế thì hãy đi đi. Mama thổi kia. Con ghét mẹ quá à. Lấy, lại, chưa lại. Ấy, vào nhà đi. Hãy để ô xuống đó. Nào, đi vào nhà đi nào. Thôi, đừng có buồn nữa. Chà, có nhiều lúc người lớn không hiểu được chuyện của lũ con nít chúng mình. Rắc rối thật. Nào, hãy ngồi xuống đây đi. Anh Bảo Bảo ơi, Tiểu Long Nhân phải đứng một mình ngoài mưa gió làm sao mà chịu được ạ? À, không sao đâu. Bây giờ, dù Tiểu Long Nhân cũng phải ở ngoài trời mưa cũng không hề gì đâu. Thế là thế nào mình không hiểu. Mình đang nghĩ ngày mai cả mình lẫn cậu đều phải đi học rồi. Không biết gửi Tiểu Long Nhân cho ai trông coi được đây nhỉ? Hãy gửi cho em đi. Cái gì gửi cho em ấy à? Thế gửi cho em trông coi không được hay sao? Ngày mai em sẽ ở nhà, không đi mẫu giáo nữa mà. Thì kỳ trông coi Tiểu Long Nhân cũng được rồi. Chỉ có điều là cậu ta chẳng hề biết một điều gì cả. Cái gì cũng chẳng biết. Phải, Tiểu Long Nhân bây giờ giống y như một đứa bé sơ sinh, chẳng hề biết một điều gì đâu. Sao? Giống như đứa bé vừa lọt lòng mẹ à? Tiểu Long Nhân cao như thế này, lớn như thế này kia mà. Tiểu Long Nhân tuy có cao lớn thật, nhưng đó là con rồng bằng ngọc xanh mới hóa thành. Ngay từ hôm đầu tiên nhìn thấy nó, anh đã nghĩ rằng nó chẳng hề biết chuyện gì cả. Đúng, đến một chữ của mình viết nó cũng chưa biết nữa mà. Chữ là chuyện khác, ngay cả đến mắt mũi của nó cũng còn chưa biết gọi là gì nữa cơ đấy. Thật là một cái thằng đần độn. Không phải là đần độn, đó là Tiểu Long Nhân. Thì anh có nói Tiểu Long Nhân là ngốc nghếch đâu. Nhưng mà anh bối vừa nói xong đấy thôi. À không, ý mình muốn nói là chúng ta phải dạy Tiểu Long Nhân biết mọi chuyện. Có đúng thế không anh Bảo Bảo? Thì em đã nói rồi, hãy để em dạy cho Tiểu Long Nhân. Cũng giống như thầy giáo đã dạy cho em ở lớp mẫu giáo ấy mà. Kiki, phải nhớ rằng trông nom một người không phải là chuyện dễ dàng đâu nhé. Em biết, nhất định em sẽ trông nom Tiểu Long Nhân được cho mà xem. Không được đâu. Được mà, nhất định là em biết. Chà, cứ làm y như là một bà mẹ thật ấy không bằng. Có phải thế không anh Bảo Bảo? Cứ hễ bắt đầu nói là biết cả, biết rồi. Cái gì em cũng biết, cứ làm như em là một nhà thông thái không bằng. À, nhà thông thái, tuyệt vời. Bối đáng ghét. Này Kiki, em có trông nom Tiểu Long Nhân được không? Đây, em sẽ nói như thế này. Đây là cái đồng hồ. Đây là tủ lạnh. Đây là ô tô. Đây là cái tủ. Đây là cái cây. Em sẽ nói y như vậy. Đúng, em phải dạy Tiểu Long Nhân. Nếu không, cậu ta sẽ không biết được điều gì đâu. Biết chứ, Tiểu Long Nhân còn gọi em là mẹ nữa cơ mà. Chà, hay quá. Bà mẹ 4 tuổi. Bà mẹ sún răng, đáng ghét. Bà mẹ đái dầm, tuyệt thật, đáng ghét. Bà mẹ 4 tuổi, oai quá nhỉ. Ôi, đáng ghét, bối đáng ghét. Thôi, đừng có cãi nhau nữa nào. Thôi đi, không cãi nhau nữa. Này, Kiki, có đúng là mẹ em làm ở đây không? Thì mẹ em nói như thế mà, ở công ty này mà. Này, nhưng đừng có nói hồ đồ đấy nhé. Anh hồ đồ thì có, thật là đáng ghét. Nào, chúng ta đi nhanh lên. Chú ơi, chú. Này, cô bé con, có chuyện gì thế hả? Cháu tìm Tiểu Phân ạ. Tiểu Phân à? Tiểu Phân là ai thế? Dạ, Tiểu Phân là tên mẹ cháu ạ. Thế mẹ cháu còn tên gọi gì khác nữa không? Bố cháu bao giờ cũng gọi mẹ cháu là Tiểu Phân. Thế còn những người khác thì gọi mẹ cháu bằng tên gì? Dạ, gọi là mẹ Kỳ Kỳ ạ. Ồ, thật là đoạn. Thôi thế này nhé, bây giờ các cháu hãy quay trở về. Và cô bé hãy hỏi cho rõ mẹ cháu họ gì, tên gì, có đúng là nhân viên của công ty này không. Sau đó thì các cháu hãy quay lại đây. Thế nào, các bạn nhỏ? Bà
Chà, thật là đồ ngốc nghếch hết chỗ nói. Đến tên mẹ mình là gì mà cũng không nhớ nữa. Đáng ghét, anh mới là đần độn thì có. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Anh ngốc ấy. Anh ngốc ấy. Không, không anh ngốc cả. Này, tớ nghĩ ra rồi. Mẹ Kỳ Kỳ là Trần Tịch Phần. Chú ơi, cháu đã nghĩ ra rồi. Mẹ cháu là Trần Tịch Phần. Thôi được rồi, các cháu hãy đi vào trong đi. Ôi, phòng lớn quá. Cháu chào cô ạ. Cháu chào cô. Thế nào các cháu tìm ai đấy? Tìm mẹ cháu ạ. Nào các cháu đi vào trong đi. Vui quá đấy. Vui thật. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. À, Kỳ Kỳ. Chào cô, chào cô ạ. Thế nào, mấy đứa đến đây bằng cách nào thế hả? Chúng cháu đi xe tới ạ. Đi xe đến đây à? Cô ơi, sao căn phòng rộng quá thế này ạ? Ấy, khẽ thôi, các cô các chú đang làm việc đấy. Cô ơi, thế cô làm việc ở chỗ nào ạ? À, ở bên kia. Bên kia, nào, hãy đi thôi. Đi lối này. Ở đây phải không ạ? Không, hãy đi theo cô nào, sang bên này. Sang bên này, nào. Cô ơi, đây là nơi nào thế ạ? À, đây là nơi các cô các chú làm thí nghiệm đấy, nghiên cứu khoa học đấy cháu ạ. Hay quá, hay quá nhỉ. Nào, hãy chào chú đi. Chào chú đi, tạm biệt chú. Tạm biệt chú. Tạm biệt, xin chào. Chào các cháu. Nào các bạn nhỏ hãy nếm thử món này đi. Cho cháu một cái ạ. Cháu một cái. Nào xin mời, xin mời. Nào các con hãy cẩn thận, đừng làm ồn nhé. Bài học đầu tiên của chúng ta là biện pháp hướng dẫn nuôi dạy các cháu ngay từ khi các cháu còn nhỏ. Việc nuôi dạy trẻ phải được tiến hành một cách khoa học. Chẳng hạn người ta đã cho các cháu nghe các điệu nhạc trong khi ăn nhằm giúp các cháu tiêu hóa tốt hơn. Tất cả đều nhằm bồi dưỡng trí lực cho các cháu. Nào, anh Bảo Bảo, anh Bối Bối, hãy giúp em, giúp em. Nào, hãy đi đến bên kia xem các bạn. Tiểu Long Nhân không có ở đây đâu. Hình như ở bên kia, ở bên kia. Chạy đến đi, nhanh nhanh. Các bạn ở đâu thế? Bảo Bảo, Bối Bối, các cậu ở đâu? Tiểu Long Nhân, hãy đến đây. Nào, hãy ngồi vào xe đẩy này đi. Ngồi xuống đây. Tại sao tôi lại phải ngồi xuống đây? À, tại vì anh là trẻ con. Sao? Tôi mà là trẻ con đấy à? Phải, đúng thế. Được, thì hãy ngồi thử xem. Nào, Tiểu Long Nhân, hãy bước vào. Bước từ từ thôi, cẩn thận cậu ngã đấy. Chậm thôi. Chậm chậm. Được rồi, hãy ngồi xuống. Được rồi, hãy chờ nhé. Có chuyện gì thế? Này, Kỳ Kỳ cầm cái gì ở trên tay thế hả? Đây là tấm nệm để ngồi ấy mà. Cho ai ngồi? À, để lót cho trẻ con ngồi ấy mà. Trẻ con ngồi mà cũng phải lót nữa cơ à? Đúng thế, cái này của dì út cho mượn đấy. Bây giờ anh dòng nhỏ tự ngồi lấy, hay để em kê cho mà ngồi. Kỳ Kỳ hãy kê giúp đi. Được rồi, hãy kiễng lên. Thế, tốt rồi. Nào, hãy cúi xuống. Làm gì thế nhỉ? Để mẹ đeo tạp dề cho nào. Tạp dề là cái gì cơ? Tạp dề là lúc ăn cơm người ta đeo vào ấy mà. Thật là rắc rồi. Nào, ngồi đây chơi chờ mẹ nhé. Để mẹ đi quấy bột cho mẹ ăn nào. Mẹ đã dặn rồi,
phải biết nấu ăn theo kiểu khoa học. Đây, bột chín rồi. À, thơm quá. Đây là món mà mẹ thích nhất đấy. Còn ngon hơn cả phở nữa đấy. Hãy nếm thử đi mà xem, thơm lắm đấy. Nào, hãy ăn từ từ mới thấy ngon. Nào, hãy há miệng ra nữa đi. Ngon quá đấy. Ăn nữa đi nào. Cái này còn ngon hơn cả phở nữa đấy. Mẹ đã dặn rồi, ngay từ lúc còn nhỏ, trẻ con phải được ăn uống có khoa học. Nào, hãy ăn nữa đi. Mẹ thích món này lắm đấy. Thích nhất đấy. Có ngon không? Nào, ăn thêm một thìa nữa đi. Một thìa nữa. Một thìa nữa nhé. Chà, rớt ra ngoài cả rồi. Sao thế? Hãy chờ nhé, mẹ sẽ mở nhạc cho mà nghe. Mẹ đã nói rồi, lúc ăn được nghe nhạc thì tiêu hóa mới dễ chứ. Nào, hãy ăn nữa đi. Cho tôi tự xúc lấy xem nhé. Nào, để mẹ đi lấy bánh cho mà ăn, bánh bạch khuyên đấy mà. Hà, anh rồng nhỏ làm sao vậy? Ăn no rồi, buồn ngủ rồi. Thế thì hãy đi ngủ đi. Tôi là một người mẹ tí hon, một người mẹ chỉ mới có 4 tuổi rưỡi. Nào, hãy rửa mặt đi. Mẹ vẫn dạy phải rửa mặt cho thật sạch đấy. Tôi là người mẹ tí hon, là người mẹ nhỏ nhắn của anh rồng nhỏ Tiểu Long Nhân, người mẹ của những chú búp bê bằng vải, của chú gấu Misa đáng yêu. Tất cả những đứa con đều gọi tôi là người mẹ nhỏ nhắn. Tiểu Long Nhân, người rồng nhỏ Tiểu Long Nhân là đứa con mà tôi yêu quý nhất trong những đứa con của mình. Tiểu Long Nhân cũng gọi tôi là người mẹ tí hon. Người mẹ tí hon. Đứng lại đi. Chuyện gì thế hả? Đứng đó nhé, đừng có động đậy đấy. Nào, con hãy nói đi, có nghe lời mẹ không nào? Bây giờ thì hãy đứng yên đi, để mẹ chải tóc cho nhé. Thế, ngoan lắm, hãy đứng yên. Đừng động đậy nào. Nào, hãy đứng yên được rồi. Nào, trước tiên hãy đọc 1, 2, 2. Nào, hãy đọc theo mẹ nhé. 3, 3. Thế còn đây thì đọc là mấy? Đọc là 7. Chà, nghịch ngợm quá đấy.
Này, anh Bối Bối không thể nào dạy được Tiểu Long Nhân đâu nhé. Sao rồi? Chỉ học một lúc thôi, Tiểu Long Nhân đã biết nhiều lắm đấy. Anh Bối Bối, Tiểu Long Nhân thông minh lắm đấy. Em dạy anh ấy ăn vài thìa, thế là biết sức ăn lấy. Thật à? Không tin thì anh thử mà xem. Được rồi, đi. Đi nào. Chờ em với, anh Bối Bối. Này, Tiểu Long Nhân, có đúng là Kỳ Kỳ không dạy được cậu không? Tại sao lại nói như thế nhỉ? Thế có phải cái gì cậu cũng biết cả rồi không? Kỳ Kỳ lại nói đoảng rồi. Được, nếu anh không tin thì anh thử kiểm tra mà xem. Được, để mình xem. Lại đây nào, lại đây. Ngồi xuống ghế. Con số thứ 21 là mấy? Là 21 chứ còn là mấy nữa? Anh đã thấy chưa? Đúng thật rồi. Anh Bảo Bảo. Anh Bảo Bảo ơi. Anh Bảo Bảo. Ra ngoài này, nhanh lên, nhanh lên. Làm gì mà cuống lên thế hả? Hãy chờ đấy, mình vẫn chưa tin đâu. Bây giờ thì làm toán nhé. Thế, phép cộng trừ hay là phép nhân chia? Hãy nghe đã. Bây giờ chúng mình sẽ đố cậu và phép cộng và trừ trong phạm vi 1.000, sau đó là phép nhân chia. Hãy chú ý vào. Ra đề đi. 325 cộng với 162 là mấy? Là 487. Thế 235 nhân với 2 là mấy? Là 470. Thế còn 558 mà trừ đi 348 còn bao nhiêu? Còn 210. Thế 1998 chia cho 3 bằng 333. Thế còn 25 mà nhân với 200 là bao nhiêu? Là 5.000. Hả? Thế này là thế nào nhỉ? Bối Bối, cậu có còn hỏi mình điều gì nữa không? Bối Bối ạ, cậu đừng đùa như thế này nữa đi. Làm mình sợ lắm. Cảm ơn nhé. Thôi, giờ đến lượt anh Bảo Bảo kiểm tra đi. Này, những đề mà cậu vừa ra lúc nãy là đề thi của chúng mình ngày hôm nay đấy. Nhất là cái bài 3 con số 3, mình cũng làm sai mất rồi. Tại sao Tiểu Long Nhân lại biết được nhỉ? Chà. Thế mình hỏi cậu nhé. Mặt trời lớn hơn hay là mặt trăng lớn hơn nào? Mặt trời lớn hơn mặt trăng nhiều lắm. Thế còn đường xích đạo dài bao nhiêu? Xích đạo à? 45.000 km. Thế còn quả đất tự quay một vòng thì hết bao nhiêu thời gian? Hết 24 giờ đồng hồ. Có đúng thế không anh Bảo Bảo? Đúng không anh Bối Bối? Anh nói đi chứ, có đúng như thế không? Mình cũng chẳng biết nữa. Tất cả đều đúng hết. Này, mà ai dạy cho cậu hay thế hả? Đây là bài học mà mẹ Kỳ Kỳ đã dạy mình ngày hôm qua đấy. Tôi. Cậu ấy. Hôm qua, mẹ Kỳ Kỳ dạy mình tìm hiểu về thế giới. Đúng là thông thái thật rồi, thông thái quá. Ôi, anh Tiểu Long Nhân, anh thông minh quá, giỏi quá. Nào, hãy cho mẹ thơm một cái nhé. Thơm mình nhé. Đúng là bà mẹ 4 tuổi, thông thái thật, hay thật. Đồ quỷ quái, Bối Bối. Nào, bây giờ mẹ nấu cơm cho mẹ ăn nhé. Chà đấy, cơm chín rồi mẹ sẽ cho ăn. Chà, bỏng rồi, bỏng tay rồi. Thơm quá.
Nào, hãy ăn cơm, Tiểu Long Nhân. Tiểu Long Nhân ơi. Nào, hãy cất đi, ăn cơm đi chứ. Được rồi, mẹ sẽ không lo cho Tiểu Long Nhân nữa đâu. Này, Tiểu Long Nhân, thôi hãy cất cái này đi. Bây giờ chơi trò bịt mắt bắt dê nhé. Thế là trò gì? Có vui không? Vui lắm, hay lắm, còn hay hơn là cái trò xếp hình này nhiều. Thế cơ à? Tất nhiên rồi. Thế chơi bằng cái gì được? Hãy chờ đấy rồi sẽ biết. Trò bịt mắt bắt dê à? Anh rồng nhỏ ơi, bắt đầu, lại đây nào, bắt đầu chơi nhé. Làm gì thế này? Làm gì thế nhỉ? Tất nhiên là phải như thế này rồi, bịt mắt bắt dê mà. Cơ mà, mình chẳng nhìn thấy gì cả. Chẳng nhìn thấy gì cả. Tất nhiên. Lướt hè cực đỉnh, nhận quà cực cool. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 tặng 2.500.000 đồng khi mua xe Yamaha. Bịt mắt mà lại. Nào, hãy xoay vòng đi. Xoay vòng. Được rồi, bây giờ Tiểu Long Nhân hết tìm mẹ ở trong sân này nhé. Nếu như tìm được, tiếp tục trò chơi thứ hai đấy. Thế nào là trò chơi thứ hai? Có thế mà cũng không biết ư? Tôi muốn biết ngay. Được, bây giờ để mẹ làm thử cho mà học nhé. Con thỏ con, lông trắng muốt, hai tai to dựng đứng, ăn cà rốt rồi lại ăn rau, rồi nó nhảy từng bước thật đáng yêu. Ồ, hay quá, đẹp quá. Cơ mà bây giờ phải bịt mắt lại cơ, nếu không thì sẽ không chơi tiếp nữa đâu. Nào, bây giờ bắt đầu đi tìm nhé. Nào, quay, quay, quay. Được rồi, bây giờ bắt đầu tìm. Ồ, mẹ ở đây này, ở đây cơ mà. Nào, hãy đến đây nào. Nào, chậm chậm thôi. Mẹ ở đâu thế? Mẹ ở đây cơ mà. Ở đây cơ này. Nhưng mà chẳng nhìn thấy gì cả. Sang đây, ở bên này. Nào, hãy đi sang bên này. Bên này cơ mà. Qua bên này, qua bên này. Chà. Nào, hãy đến đây. Đến đây, đến đây mau. Đây là cái gì thế? Ồ, nhầm rồi. Đấy là cái vòi nước đấy. Thế còn đây? Chà, trò này chán quá. Thôi chẳng chơi nữa đâu. Mẹ ở đây này, ở bên này. Chẳng hay ho gì cả, không thèm chơi nữa đâu. Anh rồng nhỏ ơi, làm sao thế? Tôi nói là tôi không chơi nữa. Thì thử một lần nữa đi, sẽ bắt được ngay thôi mà. Chẳng có gì hay ho cả, tôi không chơi nữa đâu. Hãy thử đi, bắt được ngay cho mà xem. Nào, không chơi nữa. Nào, thử đi. À, đây rồi. Không, chưa phải, chưa phải. Thế nào là chưa phải? Thì ngươi vẫn chưa đoán được ta là ai cơ mà. Thế đây không phải là mẹ Kỳ Kỳ hay sao? Đó chỉ là đoán mò thôi. Phải tự mình tìm bắt được thì mới được công nhận là thắng cuộc chứ. Nào, bây giờ thì hãy giải đáp nhé. Được thôi. Phía trên, phía dưới là những chiếc lá nhỏ. Ở giữa là quả nho. Đố là cái gì nào? Quả nho đen là cây mắt, đúng rồi.
Thế còn đây? Chà, nhại tay thôi chứ. Đây là mũi. Tiểu Long Nhân cũng có mũi đây này. Mình cũng có. Thế còn đây? Đây là miệng. Anh cũng có miệng đây này. Thế còn đây? Đố nhé. Đông một lá, Tây một lá. Vốn là anh em sinh đôi, thế nhưng cả đời không bao giờ gặp nhau. À, thôi biết rồi. Đó là hai cái tai. Đúng rồi. Tiểu Long Nhân cũng có tai đây này. Miệng, mũi, mắt. Hai cái tai. Này, tại sao Kỳ Kỳ lại không có sừng nhỉ? Sừng à? Mà em sinh ra như thế này mà. Anh rồng nhỏ không giống như các bạn nhỏ. Bởi lẽ anh được con rồng xanh nhỏ hóa thành. Này, anh rồng nhỏ. Chuyện gì thế? Anh có thể cho em mượn chiếc áo vải rồng được không? Được. Em chỉ mượn một lúc thôi. Được. Cảm ơn anh. Mà anh cho em mượn cái đuôi của anh nữa có được không? Thì hãy lấy đi. Nhanh lên một chút đi, anh rồng nhỏ, cố gắng lên. Nào, hãy nhanh lên nào. Anh rồng nhỏ bẻ thật mạnh mới lấy được chứ. Thôi, Kỳ Kỳ hãy tự nhổ lấy cái đuôi rồng đi có được không? Nào, gắng sức lên. Nào, 1, 2, 3. Ôi, anh rồng nhỏ làm sao thế này? Làm sao thế? Ôi, anh rồng nhỏ chết rồi ư? Không được chết, không được chết. Anh rồng nhỏ hãy dậy đi. Em không cố ý đâu. Không cố ý đâu mà. Này, Kỳ Kỳ làm sao thế hả? À, may mà không chết. Sống lại rồi. Thế nào là chết? Còn sống là gì cơ? Chết, tức là nhắm mắt lại. Còn sống, nghĩa là mở mắt ra. Thế còn đây là cái gì? Đây là nước mắt đấy mà. Nước mắt là gì? Nước mắt tức là nước chảy từ trong mắt ra ấy. Nước mắt có mùi vị gì không? Thì anh hãy nếm thử xem. Mùi vị gì? Vị mặn. Đúng rồi. Thế tại sao tôi lại không có nước mắt nhỉ? Bởi vì anh không khóc. Thế nếu khóc thì có nước mắt không? Có chứ. Tôi muốn chảy nước mắt. Thế thì phải nghĩ đến chuyện gì đau lòng, chuyện buồn đấy. Thí dụ như chuyện anh rồng nhỏ không có mẹ mà. Đó có phải là chuyện buồn nhất của anh không? Hãy nghĩ đi, sẽ buồn và chảy nước mắt ra đấy. Mình không có mẹ. Đúng đấy. Mình không có mẹ. Mẹ. Mẹ có buồn không? Khóc đi. Khóc lớn lên. Khóc nữa đi. Có nước mắt không? Không có. Đúng là không có thật à? Đúng thật. Thật thế à? Thật. Có đúng không? Đúng. Không có. Tại sao tôi lại không có nước mắt? Tại sao? Tại sao? Kỳ Kỳ à, hôm nay nhất định con phải đi nhà trẻ đấy. Không, con không chịu. Không được, nhất định con phải đi. Không chịu cũng phải đi. Có nghe mẹ nói gì không? Con không chịu, không đi. Chà, con với cái phải nghe lời mẹ nói chứ. Hôm nay mẹ không thương con, thật đấy, con không nghe đâu. Được, mẹ thương, mẹ đồng ý. Có thật không mẹ? Thật chứ. Thôi, hãy đi ngủ nhanh lên đi con. Được, tốt. Mẹ thấy con càng lớn càng rắn mặt ra đấy. Mẹ ơi, hãy ngủ đi con. Mẹ ơi, con nghĩ gì? Con nghĩ không biết anh rồng nhỏ sẽ ngủ ở đâu nhỉ? Anh rồng nhỏ nào? Cái anh rồng nhỏ đứng ở ngoài vườn đấy mà. À, cái chú người gỗ nhỏ ấy chứ gì? Người gõ thì phải ở ngoài sân, ở ngoài vườn chứ. Nhưng con là mẹ của chú người gõ cơ mà. Đúng, con là mẹ của nó. Con còn là đồ chơi khác nữa. Người làm mẹ thì phải biết nghe lời chứ. Mẹ ơi, thế có phải những người làm mẹ phải để cho con cái mình ngủ cùng một chỗ phải không mẹ?
thì con đã bắt đầu đi ngủ rồi đấy thôi. Thế nhưng anh rồng nhỏ lại phải đứng ngoài trời có một mình, mà anh ấy hãy còn bé, đã phải là người lớn đâu mà. Đấy, con lại không nghe lời mẹ nữa rồi. Và lại chú người gỗ này nặng lắm, ai mà nhấc lên nổi. Chúng con sẽ có cách làm cho rồng nhỏ đi được. Xem kìa, lại nói loanh quanh nữa rồi. Thôi hãy ngủ đi, không thì mẹ giận lắm đấy.